ăn cà ráng không người Việt Nam á. Hai đùi gà vì mạ gà đây. Muỗng cà phê, muối vào, một muỗng bột ớt, hai muỗng tương ớt. Đây, bà biết cái này gì không? Sữa chua. Bên nước ngoài là có buttermilk, bên Việt Nam là xài sữa chua được luôn nhé. Hai bộ tay sạch sẽ, mà xà vô cho này thấm lên 5 tiếng. 5 tiếng sau á, bác cục tớ vào vô, mà xà vô cho này thấm lên 30 phút nữa nghe. Đây, bột mì của mình, 3 chén. Bột mì vào vô, muỗng muối vào vô, nước muỗng hạt nêm vào vô, nước muỗng tiêu vào vô, bột ớt, nước muỗng vào vô luôn. Quay lên, gà ướp đây, bôi vô, bột của mình dồi lên mà xả vô, đôi vô, được sót đấy của mình lại, sao vậy? Đôi vô, bột mình hai lần luôn nghe. Đây là dầu khẩn nấu lỗ đây, đây chưa là đang lên lửa 20 phút, xong rồi là mình thả cái đũa mình vô, mình thấy bọt lên đó. Là dầu nóng rồi đời, bắt đầu xếp vào vô dầu, đây, hai miếng này chiên lên 20 phút. Đang chiên cánh gà là mình chiên lửa vừa thôi nghe. Đây bà con ơi, cà ráng quá đẹp chưa bạn, mở miệng ra cắn miếng đó, giống nghe thèm chảnh bạn, quá giòn luôn, giống nghe. Ôi trời ơi, ngon giấc nát luôn, ngon giấc ạ. Là lớp da này là hấp dẫn chưa đó, miếng nè, giống nghe. Ngon chưa giống em ơi. Da giòn nè. Quá juicy luôn. Chua. Quá sướng.